Thưa quý vị, những ngày qua Đà Nẵng đã đón hàng ngàn giáo viên, học sinh, người đi cùng từ nhiều tỉnh thành về lại thành phố. Công tác hướng dẫn, giám sát cách ly sau khi trở về địa phương được ngành giáo dục các quận huyện thực hiện chặt chẽ, đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng chống dịch. Do số lượng người về khá lớn nên Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng phân bổ số người trở về trong ngày theo các khung giờ, ngày cố định qua các chốt kiểm soát. Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông, công an, các tình nguyện viên đối chiếu danh sách, hướng dẫn khai báo y tế, lấy mẫu test nhanh COVID-19, hướng dẫn cách ly sau khi trở về địa phương. Làm xét nghiệm xong thì mình hướng dẫn mọi người chờ trong vòng 20 phút. Xong đó là mình sẽ viết hướng dẫn họ viết cái cam kết là không lưu trú tại Đà Nẵng, hoặc là lưu trú tại Đà Nẵng thì mình phải khai báo y tế tại địa phương. Sau khi mà giờ các giáo viên, người nhà với học sinh về tại địa phương thì theo chủ trương chung thì chúng tôi quản lý cách ly tại nhà theo quy định, và trong trường hợp họ có biểu hiện ho sốt thì chúng tôi sẽ tiếp cận để làm các xét nghiệm cho họ trong thời gian cách ly. Còn nếu bình thường thì sẽ có cái kế hoạch xét nghiệm định kỳ theo quy định. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên sau khi vào thành phố đến nơi cư trú phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19, thông báo với cơ quan y tế hoặc chính quyền, công an địa phương để được quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà. Về là địa phương đã có phường thực hiện ra quyết định là giám sát tại nơi ở, và công dân sẽ tự chăm lo cái sức khỏe của mình, tự kiểm tra thân nhiệt một ngày 2 lần. Nếu như có cái dấu hiệu mà biểu hiện sốt thì báo ngay với y tế địa phương để có phương án tiếp theo. Mới đây, Sở Y tế Đà Nẵng đã có hướng dẫn chi tiết đối với các bước tiếp nhận quản lý cách ly y tế đối với người vào thành phố để chủ động kiểm soát COVID-19. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan thiết lập đường dây nóng từ tổ dân phố đến xã phường, quận huyện để phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến công dân từ các địa phương đến và về Đà Nẵng.